Kiếp nạn thứ 82 khi săn hoa dã quỳ. Hả? Ôi giời ơi, cuối tuần nghỉ học nên là mình tranh thủ đưa Ben đi mua đồ để lên Ba Vì săn hoa dã quỳ. Lúc đi háo hức bao nhiêu thì tới nơi tụt mút bấy nhiêu các bác ạ. Chưa bao giờ đi Ba Vì mà mình mất 2 tiếng chỉ để nhích từng chút một từ cổng chào vào tới rừng thông các bác ạ. May mà ông con có mấy ống cơm lam dắt lưng, không có tí thì ngất trên xe luôn. Nhà mình hết gần 200k vé vào cổng và cả gửi xe nên là thấy cũng hơi đắt so với dịch vụ. Dọc đường hoa dã quỳ vàng rực mọc nhiều lắm. Hai bên đường là nô nức các chị em thi nhau sống ảo. Giờ có con rồi chịu, không đu chen được các bác ạ. À, đi thêm một đoạn, thấy có cái hồ cua to lắm nhưng mà chưa hiểu sao lại gọi là hồ cua nhở. Nhìn chả giống con cua tí nào, có bác nào biết tại sao không? Lúc chưa đến rừng thông ấy thì háo hức lắm, mà đặt chân đến nơi rồi thì vỡ mộng luôn. Chưa bao giờ đi picnic nhá mà đông đến như vậy, cứ như đi chảy hội các bác ạ. Nay nhà mình cũng dậy muộn nên là không tự chuẩn bị đồ ăn được. Chỗ đồ này là mình toàn mua sẵn siêu thị hết đấy, cũng loanh quanh 200k thôi. Gió xe xe lạnh xong nhá, lại có nắng ấm, không khí trong lành dễ chịu nên là ăn cái gì cũng thấy ngon. Căng ra bụng, trùng ra mắt đến nơi rồi mà nhạc thì xình xình tứ phía, từ đông sang tây, ai cũng mang một loa kéo to đoành nên là thôi, nhà cháu khỏi ngủ luôn. Dậy dọn dẹp xong ấy lại đi tiếp lên rừng hoa dã quỳ. Chỗ này thì lên cao hơn nên là khí hậu lạnh hơn, nhiều hoa nhưng mà hoa nở sớm nên giờ cũng trụi hết rồi. Thế thôi, nhà cháu lại về tay trắng, chưa chụp được bức ảnh đẹp nào với hoa dã quỳ cả. Ông chồng thì thấy vợ ỉu xìu vì không có ảnh đẹp cúng phây, thế là rủ vợ đi ăn lẩu riêu ngay. Ừ thì đi, có thực mới vực được múp chứ. Ôi có cái quán lẩu riêu này nhá, đẹp phết các bác ạ, đúng chất làng quê Bắc Bộ. Họ còn đốt cả củi nhãn cho thơm cho ấm nữa cơ. Quán này thì nổi nhất là món lẩu riêu, rau cũng 5-6 loại khác nhau, gạch cua thơm ngon, mỗi tội đắt. Hết 600k chỗ này đấy các bác ạ. Chắc là vì họ đầu tư nhiều cho nhân viên xong rồi cảnh quan nên vậy. Chứ còn về nước dùng thì mình thấy cũng chưa đặc sắc lắm đâu. Tổng kết lại thì hôm nay vẫn là một chuyến đi rất là đẹp và vui, ý nghĩa với nhà mình. Ben nó thích lắm. Mà lần sau các bác có đi đây thì nhớ tránh đi chủ nhật cho đỡ đông nha. Bye bye.